Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2022. 7 tháng đầu năm 2022, nhờ triển khai linh hoạt các giải pháp nên kinh tế xã hội của thị xã Nghĩa Lộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 36 chỉ tiêu, có 10 chỉ tiêu đánh giá kết quả vào quý 3 và cuối năm 2022. 26 chỉ tiêu đã được đánh giá, trong đó có 8 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu đạt từ 80 đến 100% kế hoạch, 12 chỉ tiêu đạt từ 50 đến 80% kế hoạch. 2 chỉ tiêu đạt thấp là doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và số doanh nghiệp hợp tác xã thành lập mới. Văn hóa xã hội được quan tâm. Dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát. Quân sự quốc phòng được duy trì củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, đề xuất những giải pháp thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ tháng 8 năm 2022. Trong đó tiếp tục rà soát triển khai các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt thấp so với kế hoạch, tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch đất đai, xây dựng tài nguyên môi trường khoáng sản. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ đón bằng công nhận của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại gắn với lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2022.